cafecito en la mañana. Tú me pones en la cama. Y amigo con mis panas. Tú eres lo que he soñado. Yo amo a esa mujer. Hago lo que tenga que hacer. Una... cắt là muốn cắt kiểu tóc như thế nào? Em cắt kiểu lắp xít 180. Ok, cái kiểu đó là muốn là để dài mà kiểu chiều hướng của mullet đúng không? Và cái đuôi, phần đuôi này là em muốn là để dài hết cỡ hay là muốn theo để dài hết cỡ? Sợi tóc của em hơi mọc. Còn phần góc trán hơi cao. Tổng thể form đầu này cắt kiểu mullet 73, mái rủ xuống. Phần mai thì không quá sát. Sau gáy giữ độ dài như em mong muốn. Và tạo tầng lớp layer để tóc có độ mềm mỏng. The three of us, we are soldiers. No, no, we never blush. We are soldiers. The three of us, we are soldiers. My girls are better than your girls, 'cause they're not really girly girls like. Vũ Trí đỉnh cao nhất Sài Gòn.